Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Lô xe SH này, SH 125, 150, SH 1 và Vision ha. Thì gần Tết rồi thì anh chị và các bạn nào muốn mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình học kỹ clip giúp mình ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Trang ạ. Xin chào anh chị ạ, em là Trang, nhân viên cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hiện tại em đang đứng ngay cửa hàng xe máy An Thành Phát, khu phố Long Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Hôm nay em Trang sẽ giới thiệu cho anh chị một dòng xe cao cấp nhất hiện tại, đấy là dòng xe SH ạ. SH thì bên em có đầy đủ phiên bản các dòng xe là 125 và 150 ạ. Ở đây bên em đang, em Trang đang trưng khá đủ màu đi ạ. Một trong những em sơn zin của SH đấy là màu trắng, màu đen bóng và màu đỏ bóng ạ. Em đang đứng ngay một chiếc SH dòng 125. 125 thì có hai phiên bản thắng, đó là thắng CBS và thắng ABS ạ. Thắng CBS có giá trừ từ là 82.500.000 đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 12 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ rồi nha anh chị. Bên cạnh cái dòng một màu zin thì màu 3D thì chỉ cao hơn khoảng tầm 2 đến 3 triệu cho mỗi em sơn màu 3D ạ. Màu 3D thì có các em sơn như là độ xám xi măng hoặc là màu hồng, tùy các màu thích của anh chị ạ. Thì bên cạnh cái dòng CBS thì bên em có thắng ABS. Thắng ABS của 125 thì có giá trị từ là 94 triệu, đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 20 đến 25 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Bên cạnh cái dòng 125 thì bên em Trang cũng có dòng 150 ạ. 150 thì bên em cũng có đầy đủ màu zin, đó là màu trắng bóng, màu đỏ bóng và màu đen bóng. Màu đen bóng, màu 150 thì cũng có hai phiên bản thắng, đó là thắng CBS và thắng ABS ạ. Thắng CBS thì có giá trị từ là 98 triệu đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 27 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Bên cạnh thắng C thì bên em có thắng ABS ạ. Thắng ABS thì có giá chỉ từ là 122 triệu đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 35 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Bên cạnh cái phiên bản thắng ABS thì bên em có hai phiên bản đặc biệt, nữa là phiên bản đen nhám đặc biệt ạ. Màu đen nhám đặc biệt là màu sơn zin tại nhà máy. Màu này có giá trị từ là 124 triệu đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 40 triệu thôi ạ. Ngoài cái phiên bản đặc biệt thì bên em Trang có phiên bản xám xi măng, phiên bản sơn zin nhà máy ạ. Em có độ một chiếc mặt nạ SH, đấy là mặt nạ SH ý. Mặt nạ zin của em đấy thì cũng có. Giá em này chỉ từ là 129 triệu đã có thuế VAT đầy đủ ạ. Màu này thì rất là hiếm luôn, hiện tại cửa hàng chỉ còn đúng một chiếc phiên bản sơn zin của nhà máy luôn ạ. Trả trước em này khoảng tầm 50 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đầu hồ sơ ạ. Và có thể làm gói cả vé gốc cho anh chị luôn ạ. Rồi. Thủ tục gốc thì đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân kèm theo bằng lái xe, hộ khẩu gốc, có bảo hiểm y tế doanh nghiệp thì anh chị cứ cầm theo để em Trang tư vấn lãi suất cho mình nhé. Liên hệ với em Trang thì sẽ giảm khoảng tầm 1 triệu vào tháng 10 này ạ. Còn lô SH mốc? Bên cạnh SH nam thì bên em sẽ có SH nữ, SH mốt ạ. SH mốt thì cũng tương tự như SH nam, cũng có hai phiên bản, đấy là phiên bản thắng C và phiên bản thắng A. Phiên bản thắng C thì có hai màu, đó là màu đỏ đen và màu xanh đen. Thì hiện tại cửa hàng em Trang có sẵn xe, nhưng mà do cửa hàng khá là chật, bên em để trong kho thì anh chị cứ đến và em Trang sẽ lấy xe cho anh chị xem cụ thể ạ. Giá xe có phiên bản thắng ABS, thắng CBS thì có giá chỉ từ là 67 triệu đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này khoảng tầm 15 triệu là anh chị có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ ạ. Rồi. Con này thì Vision. Tiếp theo là ngoài thắng C thì bên em có cả thắng A nữa. Thắng A thì bên em Trang đang có là một chiếc màu đỏ đen và màu bạc đen và màu xám xi măng. Giá của thắng ABS là giá chỉ từ là 77 triệu đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Một em dòng khác đấy là Vision, giá mềm hơn. Hôm nay là giá em Trang báo là cuối tháng 10 ạ. Vision thì bên em Trang có đầy đủ phiên bản luôn, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản xanh nhám đặc biệt và phiên bản cá tính ạ. Thì hiện tại ở đây là bên em đang trưng một phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì bên em Trang có giá chỉ từ là 36 triệu 500 ngàn đã có thuế VAT đầy đủ rồi. Hỗ trợ em này không cần trả trước luôn ạ. Còn ngoài tóc, cái bên cạnh là màu zin nhà máy thì em Trang có màu sơn 3D hoặc là màu đội mũ màu. Thì các mũ màu như này hoặc là sơn 3D dàn áo thì chỉ cao hơn khoảng tầm 1 đến 5 triệu thôi ạ. Bên cạnh đây là một em màu xanh đen, một phiên bản màu zin của nhà máy, màu phiên bản cao cấp, được trang bị khóa smart key và có cổng sạc điện tử ạ. Phiên bản này thì có hai màu, đó là màu xanh đen và màu đỏ đen. Màu xanh đen và màu đỏ đen này có giá chỉ từ là 39 triệu 300 ngàn đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Trả trước em này, hỗ trợ không cần trả trước ạ.
Rồi, con này thì mẫu cá tính thì nhiêu? Bên em Trang cũng có sẵn màu xanh nhám, đặc biệt là màu cá tính ạ. Xe bây giờ rất là hiếm, lúc em Trang vừa mới lấy về. Màu xanh nhám bên em có giá chỉ từ là 30, màu xanh nhám chỉ từ là 40 triệu 500 ngàn đã có thuế VAT đầy đủ rồi ạ. Ngoài ra thì bên em có màu cá tính ạ, màu cá tính là hiện tại là rất là hiếm luôn, bên Trang có sẵn xe cả hai màu đen và màu xanh nhám. Màu này thì có giá chỉ từ là 45 triệu 800 ngàn đã có thuế VAT đầy đủ ạ. Trả trước hai em này khoảng tầm từ 2 đến 4 triệu là có thể nhận xe ngay sau khi đậu hồ sơ nha anh chị. Rồi, ok. Thì đó là giá xe SH Cao, SH Mốt và Vision ha. Thì anh chị và các bạn nào mua thì nhanh chóng kết bạn qua Zalo của em Trang để mà em Trang hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại.